Bây giờ thì mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tuyền ơi mình đi đâu thế. Tại vì bây giờ mình bay tối cho nên là mình cũng không có make up nhiều á. Nào mọi người thấy đó, da mình cũng cũng. Mặc dù mình ngồi ở khu Vietnam Airlines nhưng mà mình bay khu Vietjet mọi người à. Đây là cái trà nó không lên nè. Yes. Taipei. Nãy giờ làm thủ tục quá trời luôn cho nên là cũng không có quay được cái gì hết á. Với lại đi buổi tối nữa nên cũng không có nhiều cảnh để quay. Giống như lần trước mình đi Thái Lan thì có nhiều cái duty free cửa hàng mình chui vô đó mình chơi. Chứ bây giờ tiếp tục buổi tối không có gì nhiều hết trơn. Sáng mai đến nơi rồi thì mình sẽ make up lộn lên. À bây giờ mình đang đi tìm chỗ để lấy nước uống. Không biết ở đây có không ta. Nếu mà không có là phải đi lên lầu đó. Kìa nguyên chiếc máy bay. Trời ơi chiếc máy bay này đúng bự luôn á. Hello, lại là mình đây. Công cuộc đi lấy nước uống. Mình đi tìm nước uống mà không có. Thế là giờ phải leo bộ lên nè. Trong khi đi xuống á, thì là đi thang máy ở thang cuốn. Mà khi đi lên phải leo bộ. Mình đã thấy cái chỗ lấy nước rồi. Hello, lại là tôi đây. Ok, mình lấy nước xong rồi, bây giờ mình đi xuống dưới lại. Mọi người thấy đó, cái này nó hơi sai, là đi xuống là lại có thang cuốn, mà đi lên phải thang bộ, thấy chưa? Đó, sai thì mà sai. Sau 3 tiếng máy bay. Trời, mình vừa bước ra khỏi máy bay một cái mình sốc nhiệt liền mọi người ơi. Lạnh ơi. Trời ơi, cái vỏ của tôi. Bây giờ thì mình đã lấy xong hành lý. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị lên xe để đi tới địa điểm đầu tiên. Hello Taiwan. Quá trời to. Bây giờ tới lượt mình tới đây. Hello, anh cuộc sống Sài Gòn nếu như mà anh có xem cái vlog này của em thì tại vì em follow anh cho nên là em mới tới đây để em phải quay được cho bằng cái phút này. Bây giờ mình đang đi đến phố cổ Thập Phần để thả đèn lồng. Đây là cái chỗ để mọi người thả đèn lồng đây nè. Mình nè, nó bay tuốt bên kia rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái thác nước rất là đẹp. Và có một cây cầu cũng siêu đẹp luôn. Mọi người thấy không, đường phố rất là sạch. Trái mảng cầu này trời lỗ đầu luôn á. Trời, cái trái này nó to. Dễ sợ luôn. Cái trái này mới to nè. Ừ, chào bác. Đó, cái cầu đó đó. Yeah. Cái cầu này. Trời, cái cầu này siêu đẹp luôn á. Wow. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới thác. Nước khói ở bên kia kìa. Trời ơi.
bây giờ thì mình đang đi ăn trưa. Bây giờ thì mình đang ăn mì bò. Ở ngoài thì thời tiết nóng mà tự nhiên vô trong nhà hàng cái trời lạnh tanh gì đó. Kim chi, cái này không biết, củ cải. Cái này hình như là củ cải luôn hay sao? Trời lạnh quá, sao bây giờ ngồi ôm cái bình nước kia bị điên. Ở đây á, ai cũng nói chuyện rất là nhỏ nhỏ, không có nói chuyện lớn. Mình không biết nói chuyện lớn, cứ thều thào. Đây là tôm mì bò, nhưng có hành. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình đang ở Long Sơn Tự, là một trong những ngôi chùa rất là đặc biệt ở Đài Loan. Và nghe nói là ngôi chùa này rất là linh thiêng. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong để xem như thế nào nhé. Wow, ở đây đẹp ghê. Đây là cái chợ. Đây cả nhà mình thấy không? À, đây là một cái đại đó, đại diện là màu đỏ. Còn một khi một đoạn nữa là đại diện màu xanh. Chiều nay cái người bầu cử đó sẽ đứng ra nói chuyện, cầm mic nói chuyện, để nói chuyện về như là nếu mà tôi được bầu cử sẽ tôi làm cái gì đó cho xã hội. Bây giờ mình đang đi đến đài tưởng niệm tượng giới thạch. Wow, thật là to kinh khủng luôn. Hôm nay cái gì nó cũng liền ha. Bây giờ mình đang ở đài tưởng niệm tượng giới thạch. Và ngay sau lưng mình đó chính là bức tượng của vị tổng thống đầu tiên của Đài Loan, tượng giới thạch. Và bây giờ mình đang đợi xem là người ta diễu hành như thế nào. Tại vì khoảng một tiếng thì người ta sẽ diễu hành một lần. Đây các anh diễu hành đây. Bây giờ mình sẽ đi vô Taipei 101. Em ơi, cái chừng cẩn thận không được trèo đó. Bây giờ mình đang ở Taipei 101. Trời ơi, siêu cao. Hello, bây giờ mình đang ngồi ở trong tháp Taipei 101. Hôm nay mình không có lên trên cái đỉnh tháp, đi vòng vòng cái khu mô ở dưới này thôi. Mà hôm nay thì đông ghê luôn à, tại vì hồi nãy nghe chị Hương Dương Viên nói là thì hôm nay là ngày chủ nhật nên là mọi người đến đây rất là đông. Mà nãy thì mua được một vài thứ và bây giờ thì mình đang ngồi đợi ăn dim sum với tay phong, nghe nói là rất là ngon. Hồi nãy lúc mà mình vô, trời ơi, thấy mọi người đứng xếp hàng chắc phải cả mấy hàng dài á, nên là đến đây lúc khoảng 4 giờ kém, nhưng mà đợi ăn là đến 5 giờ mới được ăn. Bây giờ thì vẫn tiếp tục ngồi đợi, với lại đi mệt quá, từ sáng tới giờ không có được nghỉ ngơi á, rồi bay, tức là bay từ khuya hôm qua tới bây giờ không có được nghỉ một xíu nữa, lên máy bay cũng không được ngủ nữa. Rồi bây giờ thì mình lại ngồi đợi và tí nữa đi vô ăn sẽ vlog tiếp. Từ sáng tới giờ tôi mệt quá, không có vlog nhiều quá, chắc là ngày mai mình sẽ vlog nhiều hơn. Với lại mình cũng thấy cái mặt thì nó gớm quá, không có gì trên mặt chớ, nên là cũng ngại không dám lên vlog. Hơn là ở đây ánh sáng nó ảo diệu một chút nên ngồi quay. Ok, hôm nay là ngày thứ hai ở Đài Loan. Mình mới ăn sáng xong rồi, tại vì món ăn sáng cũng không có quá nhiều món đặc biệt á, nên thôi mình
giờ thì mình sẽ lên đường đi xuống Đại Trung. Và tối nay thì sẽ gặp một bạn đó. Tại vì hai bạn này thì hôm trước là đi tour gặp Tuyền ở đó, nên bây giờ hôm nay Tuyền đến Đài Loan hẹn hai bạn này đi chơi. Thời tiết bây giờ thì nó không có nóng mà nó cũng không có lạnh đó, nó vừa vừa mát mát á. Nhưng mà Tuyền nghe nói là ở đây á, thì Đài Bắc là cái khu lạnh nhất. Còn đi xuống Đại Trung và Cao Hùng thì nó sẽ ấm áp hơn. Cho nên là hôm nay mình cũng không có bận đồ quá ấm áp, mình bận đồ thoải mái thôi. Ở đây mọi người sinh hoạt buổi sáng từ rất là sớm luôn á. Bây giờ nếu mà tính ra giờ Việt Nam là khoảng 7 giờ giờ Việt Nam. Lúc mà dậy là 6 rưỡi. Thì đã thấy là tất cả các hoạt động cũng như là tất cả mọi người đã xong xuôi hết, là bắt đầu cái ngày mới rất là sớm. Cũng giống như mình ở Việt Nam thì đợi tới 8 giờ mọi cái hoạt động nó mới bắt đầu. Cũng như là những cái cửa hàng ở đây bây giờ cũng thấy mở cửa gần hết rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Không có cái phòng xấu xí, mình không có quay nhiều. Mọi người thấy không, đây là xe máy, xe đạp, có một cái khu để đi gì nè. Họ không có để tùm lum lên vỉa hè giống như là ở Việt Nam của mình. Đây là cái đoàn của Tuyền. Bên kia là nhà. Thì mình đang ở Cố Cung ở Đài Bắc của Đài Loan. Và ở khu này thì rất là đẹp, mọi người xíu đẹp luôn đây. Ở đây thì cũng là một cái khu vực mà mình gọi nó là historical place, tức là một cái nơi thiên về lịch sử á. Nhưng mà lại không có nhiều du khách đến tham quan, cho nên là mọi thứ rất là sạch đẹp và rất là mát mẻ nữa. Ở Đài Loan á thì phần lớn diện tích của Đài Loan là đồi núi, cho nên là khi mình đi trên đường á, mọi thứ nó cứ nhấp nhô y hệt như Đà Lạt, không khác gì hết trơn á. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi từ Đài Bắc xuống Đài Trung, ở Đài Trung một đêm, và tối nay thì mình sẽ đi chợ đêm. Hôm qua mình không có đi chợ đêm được, tại vì hôm qua trời ơi, mọi người biết không, bay từ tối, chứ máy bay đâu có ngủ được đâu, xong rồi lại bay từ tối xong rồi dậy rồi lại đi suốt cái hành trình luôn, không có nghỉ ngơi á. Nên lúc mà về tới phòng một cái là lăn đùng ra ngủ luôn, không chịu nổi nữa. Thế là không có đi chợ đêm được. Nên tối nay mình sẽ đi chợ đêm bù nha. Ok, bây giờ thì mình đi tiếp.
đội mũ cách ly này. 60 đại tệ. Bây giờ mình đang ở nhà hát Opera Đài Trung. Ở đây nổi tiếng với cái kiến trúc đẹp và độc đáo. Wow. Phong thủy, đây có nước luôn. Đây là một chỗ bán trang sức cổ điển, nghe toàn là mùi thuốc, thuốc bắc. Hello mọi người. Ha, kéo quần lên tới vú Israel. Ở đây có một anh đẹp trai đó nè. Đó, cam đứng ở trọng á, đẹp trai lắm đó ba. Đẹp trai xuất sắc luôn. Để kiếm cớ lại quay gần gần coi. Ba mươi lăm đại tệ là nhiêu ta? 24-25 nghìn. Một miếng là 25 nghìn đồng. Ở phía sau này giống như là đồ ráp Lego. Nước lên. Hồi nãy mình cứ tưởng đây là tại sao cái hồ này nó không có nước, thì ra là bây giờ nó đã phun nước lên như vậy. Bây giờ thì mình đi ra xe và mình đi ăn tối. Hôm nay thì mình sẽ được ăn lẩu. Hôm qua ăn dim sum, mình không có hợp cho lắm. Nên hôm nay đi ăn lẩu thì hy vọng là sẽ ngon hơn.